Yo và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Adai Gaming. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với các GTA 5 roleplay này. Và theo như các bạn đã biết thì mình đã thành lập ra một cái băng ND Mafia rồi nha các bạn. Và team mình bao gồm có những người ND Racing cũ, có thêm cả Kim nữa. Thì trước đây Kim làm cho bên Tabu, bên Ballad á. Và hiện tại là mình đã kéo Kim về đây được rồi. Blue thì vẫn chưa về được ha. Hôm nay mình sẽ có một cái buổi gặp gỡ Tabu Trần Trọc với các bạn. Lâu rồi không có gặp nó. Và mình đang cần sự trợ giúp của Trọc để có thể chống lại ông Hào. À, mình cần một số lượng lớn quân ha. Ok bây giờ đi thôi. Khang chở anh đi. Còn Hòa với Kim đi bên kia. Kim chỉ đường cho Hòa đi cái chỗ mà bên Ba Lát đó Kim. Em chở okay. Rồi em chở rồi nên okay. Nó không có cửa à, đi theo Kim đi Khang. Nay mình mặc đồ trắng nha các bạn. Trùm là phải mặc đồ trắng. Còn đàn em là mặc đồ vest thường thôi. Và Trùm hôm nay là ngồi xe. Tại vì Khang nó chạy ổn hơn so với Hòa với Kim với mấy đứa đàn em của mình. Mấy kia nó chạy ghê lắm các bạn. À, biết đường rồi đúng không? Ôi, cái nó thức bên trong xe đỏ đỏ nhìn hay phết ha. Chạy đàng hoàng nha Khang. Bỏ nguyên một cục luôn. Gà số lẻ. Nhìn nó cứ như nhìn. Gà số nha. Gà số đi. Riêng con xe này các bạn là xe của mình nha. Xe Q1 này nè. Và mình có độ bô, mình độ cái độ tà le hết trơn á. Nó có một cái đường viền trắng nữa. Thấy không? Bởi vì nói mà mấy thằng đàn em không có nào tin tưởng ngoài thằng Khang, cho thằng Khang dám chạy rồi chứ bình thường leader đâu, là phải toàn cầm lái không à. Thằng Hòa nó phá xe em. Thôi em im đi em ơi. Nghĩ sao nguyên cua rồi mà nó chạy nó tông vô cái tựa. Ê Khang. Bây giờ không có hết hồn. Khang làm hết hồn đây. Đi hợp rõ đi mà đi đường đó. Ủa thằng Khang nó dắt đi đâu mà bay vậy, thằng này rảnh. Ê tính ra cái đường nhà mình. Đúng mà. Cái đường nó đi thẳng lên đường tới nhà mà. Sao hay sao? Đường này đi đúng mà, ok. Sao hay không, sao? Nói chung là... Tính ra mình gần thu câu cá nữa, mốt mình ra mình thu tiền bảo kê được ha. Mốt ra để anh coi anh nhập được mấy cây khẩu súng pháo về, mỗi đứa cầm cây pháo. Ở đường trời mưa luôn. Mỗi đứa cầm cây súng pháo ra đó chấn lột. Kiểu mà em đưa tiền tao bắn chết cha mày. Anh ơi. Nặt chứ bơm như chổng, thằng nào không đưa. Anh ơi, sao lại trời lại mưa nữa anh? Anh đâu biết đâu, trời này thì anh không biết nhưng mà thằng nào nó mới tông hư xe rồi. Lỗi đồng bộ. Đó. Trời nắng nhẹ bỗng có mưa thì nên đặt xỉu, ok fine. Tin tưởng. Để máy lên Khang ơi, đi Khang ơi, dựng đèn lâu quá nó bắn anh chết bây giờ. Xe giả hết đèn. Xe này là xe xịn nhất rồi đó, xe này là ngầu nhất của Mafia đi rồi đó. Xe ngầu nhất nhưng mà đây. Nói mốt cho mày đi xe máy luôn bây giờ mà tin không, đi xe vàng á tin không. Bữa nào đi chiếc ôm nhau chạy bắn lộn hay gì trốn cũng dễ chạy. Đi kéo mày ơi. đi kéo cái gì nữa. Ôi. Đi thì lên đi thì bắn bây giờ. Trời ơi có người xây đâu chập gì gì đúng không. Sao Khang nó chạy nó lượn ghê vậy Khang. Khang ơi. Nhìn Khang chạy Khang lượn. Bể cái đèn ơi nó chạy ghê quá. Khang nó lượn qua lượn lại. Đó. Lục Khang đã sử dụng một đứa thuốc phiện. Ok hay lắm Lục Khang. Tin tưởng Thế nó lượn qua lượn lại thấy ghê quá à. Lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại luôn. Ủa, hình như đi vô đường này đúng không? Chán thì chứ nó là thằng dẫn đường luôn á. Lâu rồi không đi vô lấy. Khang ơi chạy ghê quá Khang ơi. Hết chưa, hết thuốc chưa? Hết thuốc chưa? Bể bài nó cái đèn trước rồi, hồi ghê gắn tay cho anh cái đèn trước thôi. Cái đèn có mấy triệu chạy con xe nó cứ bê qua bê lại. Cái đèn có mấy triệu. Nào anh không muốn làm đồng thần quẩy đuôi đâu. Đi đàn bạn Khang. Trời ơi. Tông như cái đó xe thành xe mua trần luôn rồi, nó hay lắm. Xe còn bật kỳ bộ. Xe đâu anh? À, để kế bên này đi, bên này nè, bên góc bên này nè. Đậu kế bên cái chỗ cái cửa đó. Kìa thằng kia thằng chọc đúng không? À, chọc vô này mặc đồ kỳ cục vậy. Đi vô. Đó đúng rồi, đậu cái Kim á. Gì Khang? Ơ à, vô đây luôn. Ok được. Xuống hướng dừng. Lùi vô. Chùm mình phải đi vô trời mưa chứ. Mình đâu có thể đi ra ngoài kia trời mưa được đúng không? Không có dù thì phải. Okay. Rồi mấy đứa đứng nó đi để anh vô nói chuyện với anh Chọc cái. Lỡ bạn khỏe không bạn? Đi vô qua đây mình nói chuyện bạn ơi. Bên này đông anh em quá. Này thông tin mật mình chỉ nói cho anh Chọc nghe, mình phải chỗ này không chưa vô được hả ta? Đây qua đây có cái gì. Từ xong vậy coi. Các bạn chơi. Vô đây. Sao bạn vô này bạn lặn đâu lâu quá tôi không thấy bạn luôn bạn. Vô đây mình tóc bẩn mình quay TikTok bạn. Giang hồ cũng chơi TikTok không bạn. Phẩn bạn. Rồi nói chứ là... nay tôi nhờ đằng Kim kêu anh em bạn ra, tôi nhờ xíu việc. Mấy hôm trước tôi mới xử bi xong bạn.
mà tôi phát hiện ra được là ông Hào ông giết tôi, ông bịt đầu mối tôi. Bạn giờ tôi muốn mượn một số anh em bạn thêm tài nguyên, xe cộ, vũ khí các thứ để tôi chống lại ông Hào, được không bạn? Ông Hào hả bạn? Ừ, ông Hào bạn. À, ông Hào là cái cướp mà ba đời nhà đồ chọc đó đúng không? Đúng rồi bạn, đúng rồi bạn. Ông chọc nổi tiếng trong này các bạn. Cũng hò hàng chọc với bạn á. Thì bạn, bạn biết hả? Biết. Ông Hào đó, ông làm gì không bạn? Ông buôn quân đội đó bạn. Ừ đi, mà thì tôi mới mượn tiềm lực bạn chạy dăm ba quân đội tôi cũng sợ đâu bạn. Tôi bây giờ là tôi đang có đàn em tôi chuẩn bị có người trong này kia chứ là bạn, yên tâm. Ghê vậy, nhưng mà bạn biết cái nguồn thu nhập súng của bên tôi là từ đâu ra không bạn? Ở đâu bạn? Là bên từ quân đội ra bạn, không cung cấp cho tôi. Bây giờ kêu tôi phải làm Hào đó nữa. À đù, vậy giờ ý bạn là sao? Ý bạn là bạn không giúp tôi đúng không? Ý là giờ tôi không giúp bạn được, mà bây giờ thí dụ mà tôi phản ông Hào, tôi đâu có trốn đâu. Bây giờ tôi phải thấy ông Hào thôi. À đù. Láo. Ê mấy đứa, lên xe. Ê từ kia nó bắn rồi, lên xe. Đi. Từ từ đến chọi bơm lửa. Ê bơm lửa nó chọi không được. Ôi súng rồi. Kiếm từ từ. Lẹ khác ơi. Lẹ đi khác. Có chống đạn hay máy? Đề máy là trời ơi, mốt phải nhập mấy cái chống đạn thiệt. Ok đi. Đi. Chọi nào? Cái người ra bắn. Chạy. Không có được. Thằng chọc nó bắn anh chứ. Em mà mình cầm cái súng nào bắn được. Dạ quyền cái lỗ đạn vô ngay cái đầu luôn các bạn, nó bắn cái đầu rồi nó bể nguyên kiến ngay đó luôn. Dạ thì đây, chạy đi mấy đứa, từ kia nó dưới theo kìa mấy đứa ơi. Tin tưởng em. Bây giờ anh em tách ra chạy đi, anh em tách ra chạy đi. Em tin tưởng anh đó anh Kim. Ê như cái con cung ma chó tím tím em quen sao ta? Ê nó rượt em. Khiêm coi con ma chó đó, con gì á Khiêm? Con cung ma chó nơi. Ê nó rượt anh rồi. Nhưng mà coi con đó có ai nhìn những con cái con đó vậy? Nhìn quen lắm hả? Coi phải coi cái con không, kêu cái con nó chặn được lại coi. Xe này chạy đi chơi chứ đâu có đi bắn lộn đâu. Mốt cứ nhập mấy con xe chống đạn mới được, thì kiếm cái con này chưa có gì hết trơn. Kiếp, đây đẹp, kiếp. Mốt là chùm phải đi xe chống đạn, còn mấy đàn em là đi xe máy. Xe mưu trời. Khang ơi, cắt đầu được đó không Khang? Sụp ra đó Khang. Cắt đầu cắt đuôi nó thì trời ơi, xe biết tôi này xe gì không anh? Biết em, xe của chùm đi em. Xe chùm đi. Nhập cái con mạng mà chống đạn đó. Thì mốt để nhập cho từ để sau vụ này cái đã. Chưa gì chơi. Ờ đúng rồi, trốn đi Khang. Trốn, đừng chạy đường này nó Khang ơi, đường nào cho nó dễ bị hố cua đó Khang. Cái đường đèo đi Khang. Anh nghĩ là lực lượng xuống đường Upright. Tí anh là Upright cho phải bắt đầu Khang ơi. Tí anh là Upright cho phải bắt đầu. Ấy thằng sao nó làm gì nó đi theo mình rồi vậy? Thì nó dí theo đó. Nó dí theo nó làm gì? Nó dí theo bao nhiêu chứ nó làm gì? Đi anh bắn nó cho. Xe support mà đi dí. Đây, đánh chiếm rồi đó. Hả? Đánh chiếm rồi. Là sao? Bên kia bao nhiêu người? Bên kia bên anh có thằng nó đang dí, xe mà cam đang dí anh nè. Thôi xuống xe. Ủa mà khoan Khang, thằng này mình xuống mình rút xuống mình bắn nó chứ mình chạy chứ Khang. Ờ đúng rồi, đó, có thằng Có thằng à. Rút xuống bắn anh. Trời ơi quên mất nãy giờ. Ở khu kia thì nó đông đông chứ. Bắn nó chưa, nó nằm chưa. Rồi, nằm rồi. Ok. Đi, để anh qua nó, anh nhắn nhủ nó vài lời cái đã. Thua rồi, giờ nãy giờ chạy. Đi ra mấy đứa. Nè, nhắn với thằng Tabo là coi chừng á. Anh em với nhau mà bắn nhau vậy là coi chừng á, nhắn với Tabo vậy chưa. Rút anh em ơi. Để anh phá xe nó. Ok, rút. Cái xe này lật rồi. Hay lắm. Hay lắm. Nó lật rồi mà. Nó bay lên chết trời. Ở đây. Ok, đi. Bây giờ anh em mình rút về cái đó. Khiêm ơi, gọi các con về chỗ kia anh em mình họp xíu Khiêm. Coi như đợt này là Khiêm nó không thể nào quay về Palace được nữa rồi. Tội nghiệp chưa. Họp chỗ nào? Đi về địa bàn mình, Khiêm các con về. Khiêm các con nãy nó còn bịt Palace á. Xe K
camera chó của các con đúng không? Ủa, ngay chiếc kia đâu rồi? Chiếc kia đâu rồi? Chị về hát quy đúng không? Đúng rồi, về hát quy, về hát quy. Nãy con camera chó là của các con đúng không Thiêm? Khỏe anh ơi. Ok, chị về đi gọi các con ra. Rồi các bạn ơi, hiện tại là tụi mình đã quay trở về địa bàn rồi ha. Và lúc nãy bị Tabo úp sọt một quả, lúc nãy bị bắn, bị dí thì khá là cay cú á. Cho nên bây giờ mình kêu đàn em mình bắt cóc Blue về. Và có vẻ như sắp tới rồi. Tại vì có thể các bạn chưa biết là Blue lúc nãy có tham gia vào cái cuộc rượt bắt với mình lúc nãy. Đây. Lo cái đầu xuống, lo cái đầu các con xuống. Lo cái đầu bả xuống qua. Ok. Lo xuống. Thiệt chứ. Ôi, nhỏ quá. Lo cái đầu bả xuống. Ê, cầm gậy sẵn nè. Ê, cất súng vô. Nhóc ác biết ai không, nhóc ác. Láo thiệt chứ, đánh. Cầm mấy gậy quýnh á, cầm gậy quýnh á. Nãy bịt mỏ bả rồi. Cầm gậy quýnh á. Ủa, lột cái. Ê, bả chửi kìa. Láo đi. Bả chửi kìa. Quýnh bả. Bả mới chửi. Chơi bịt mỏ nữa chứ. Quýnh bả. Ê, quýnh lộn, đi ra coi, đến quýnh. Tại sao bắt tao lại? Láo nè. Nè, hồi nãy bà đi con cua mà chó, bà dí tôi đúng không? Bà dí tim tôi đúng không? Có đâu. Hồi nãy tôi thấy mặc đồ tím, quần trắng y chang bà đứng ở bên chỗ người ta bu luôn. Cái đó anh em song sinh của tôi. Quýnh sao biết, ông song sinh cái gì mà song sinh. À bây giờ hiện tại là thằng Kim lúc nãy nó có nói là ba lát nó chuẩn bị đi lấy hàng nhưng mà chưa biết là thời gian cụ thể là khi nào. Bây giờ đưa thời gian địa điểm đây. Một là đưa, hai là lỗ trên người nó sẽ có rất là nhiều. Đưa đây lẹ, không nói nhiều. Sao tôi phản được? Giờ sao? Cầm súng vô. Hơi bị nhiều tiền á. Giờ làm sao? Bây giờ một là tiền, hai là mạng sống, chọn đi. Chọn cái nào? Bây giờ bạn phải cho tôi cái gì đó chứ tôi mới phản được anh em. Bây giờ Chở gì bạn? Bà mới mở miệng mới kêu là bà không phản, xong rồi bây giờ mới kêu cho đồ bà phản. Lấy gì bạn? Có con H2 đẹp lắm bạn, tôi mời mô tô bạn. À, Kim ơi, em lột đồ ra em trao thân xác cho bà đi. Rồi đó, thằng Kim thân xác nó giá trị hơn H2, lấy không? Thằng xác Kim mắc hơn H2. Ừ, thân xác thằng Kim đổi được 3 cuốn con H2 lận. Ôi, cho mọi người á. Bây giờ phun ra cái thông tin trước đi, rồi đúng hay không rồi để xác nhận để là một hồi H2 sau. Tôi đang có chuyến hàng của ship Hào bên quân đội á. Khi nào? một hồi nữa đang chuẩn bị di chuyển á. Ok, chở bà về đi. Bây giờ một hồi quân đội là đi từ đường quân đội về trong Balad đúng không? Đúng rồi. Vậy bây giờ chở bà về đi, xong rồi một hồi mà thấy tụi tôi lên bắn lộn, mà bà bắn phụ tụi tôi bắn bên Balad nha. Bà mà bắn thằng em tôi nữa là tôi gõ cái đầu bà. Gõ cái đầu bà cho biết nha, nghe chưa? Rồi đi chở bà về. Nhớ nha bạn. Con đi qua nha bạn. Gõ bà về đi lẹ. Thằng kia đi xuống xe. Xe tao đâu phải chỗ mày ngồi, nó xe đâu mày. Chở bà ra quân đội. Chở bà đi. Ê, dục bà ngoài đầu đường, đừng để dục vô sâu mấy công tụi kia nó thấy á. Dục bà cho bà đi bộ vô. Rồi ok, bây giờ tụi mình sẽ... Anh em bây giờ sao? Chuẩn bị đồ súng giáp các thứ đi, chuẩn bị lên đường đi nè. Hôm nay mình đi xe gì ta? Vẫn đi xe đen đi ha. Xe đen đi cho nó chắc. Anh thấy thằng Khang nó bê lắm rồi không? Dạ, đến đập nó một cái, còn nãy mới quýnh nó một cái nó bê quá. Đi ra thằng 4859 ra anh đập nó một cái. Bê nè, trời ơi, rớt cái nón luôn, xước cái xe luôn. Muốn đang ngủ. Nè, thấy đồ trắng không bạn? Đồ trắng là chùm nghe chưa? Đây nó nghe một hồi mà đi chặn xe mấy đứa đứng trước anh nha, để nó bắn anh ơi. Để đi xe đen nè, đi xe đen để tiếp mà. Một hồi mấy đứa đứng trước cho nó bắn nha, đứng trước cho nó bắn anh, còn lại mấy đứa núp nó mà bắn anh là núp sau mấy đứa. Nhưng mà chặn đi xe này nó. Sao chặn được xe nó? Chặn cái gì, mình đứng chặn đường sẵn thôi, nó lên là mình rút súng mình bắn liền luôn chứ có gì đâu mà lo. Đi mua ít thuốc anh ơi. Thuốc gì nữa ơi. Ok đi chuẩn bị. Ok đi. Alo. Nghe không? Đây sao á? Dạ. Rồi nghe không? Cái gì? Dời. Nghe không? Không. Rồi gì á? À bên đây nó chuẩn bị đi vậy nha. Ok từ anh em đi. Tụi tôi chạy cái đường cái gì? Khang lên xe đen chở anh đi. Đường quân đội, đường cao tốc đúng không? Cái chặn gì quên rồi. Cái biên giới á, cửa biên giới á. Ê, từ kêu nó đợi lại cái đang còn ở trong đây sao chạy ra kịp. Bà với bộ bà kêu hư xe gì đi. Ok. Rồi.
Đi 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 mẹ, đi đi. Mình ủa mình gần đó luôn mẹ, mình đang gần đây luôn mẹ. À tính ra mình cũng gần. Đi đi bọc đầu đi, bọc đầu đi, bọc đầu trước. Đi bọc đầu đi, bọc đầu. Đi đi đi. Ủa lúc nào cũng phải có hai thằng đi. Mặt nạ vô, đi. Quả biết đường không vậy quà. Biết hồi nãy mới chở mình luôn xong mà. Hồi nãy mà luôn á, gọi qua cha rồi cái số bà anh nhìn cái hồi anh bị đơ nó, ủa số ai số không chơi trâu nào gọi ta. Ủa, chơi mặt trên kia anh chơi mặt chưa? Chơi rồi. Chơi mặt hết rồi, chơi mặt hết rồi. Rồi cảm ơn luôn, cảm ơn luôn. Rồi tính là chỗ mình gần quá ha. Được. Tính là cái căn cứ mới của mình đó mấy đứa. Cái chỗ mafia của mình gần quân đội, lâu lâu mình thục mấy trái lựu đạn ở bển cũng được á ha. Lâu lâu mình sắp nhập vô quân đội anh. Được, được, được. Xin vài con xe, xin vài được, con xe được, vài. Ok, ok, việc gì. Lâu lâu mình đục về trái luôn đạn rồi. Tới rồi, tới rồi nè. Có không, có xe không, có xe không, có xe không, có xe. Chưa, xe chưa ra gì á, không biết chưa ra, xe ra chưa, xe ra, nãy Blue mới kêu tới rồi mà. Ủa, là biết, về tới chưa. Anh gọi lại nước ơi. Anh nghĩ là đi luôn rồi sao á, anh nghĩ là đi luôn rồi sao á. 230795, số chơi châu thiệt. Alo, bạn tới chưa bạn? Alo, bạn đang đâu bạn? Tôi đang ở biên giới nè bạn. Đang giờ tôi kêu anh em chạy ra nha. Ok 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 rồi rồi ok. Anh em hang núp xe vô hang. Đi núp qua bên phải đi. Núp bên phải, núp bên phải. Rồi rồi ok. Mình lấy xe mình chặn lại. Vô vị trí nha anh em, Ơi, cần cái giấu xe vậy không? Để xe ra giữa đường á, chặn cái đường mà. Để có thằng che mặt nào đây cho nó đi, cho nó đi, nó không phải mà nó dần nó đi mô tô đi lấy con xe đen ừ, chặn ngay sát đây nè, chặn ngay sát cái cổng biên giới này luôn này thiệt chứ. Bớt chế độ đi, chế độ chặn ngang qua, chặn ngang qua, chặn ngang qua rồi xuống xe, đừng có lại gần cái cửa để nó con nó mở cửa giùm cho người ta rồi chị vậy lên động ngay giữa khang, động ngay giữa đang chuẩn bị nha bạn ơi. Dạ ok rồi ok đó vậy đó, chặn hai bên, chặn hai bên luôn lỡ đâu nó đi bên kia thì sao thiệt chứ mấy người chặn xe nhìn rồi ok tôi làm leader cho bạn đừng có thục tôi nha bạn. Xong vụ sao, này sao bà lại đòi là... làm leader xong vụ này là thấy tiêu rồi em anh em vô đây, anh em vô đây núp. Ê thằng kia đâu vậy, đuổi ra đi bạn ơi, đi bạn ơi thằng kia ra chỗ khác mày, đi ra chỗ khác tao bắn mày bây giờ, đi ra chỗ khác bọn xe thấy ghét thì chứ đậu còn chừa bên đây để bây giờ thằng nào đậu á. Ê đừng có lại gần cái cửa, thằng 4859 đừng có lại gần cái cửa, đi ra đi, đi xuống đây nè, vô đây nè, đừng có lại gần cái cửa tại vì mình đứng gần cái cửa là mình mở giùm cho người ta. Ok thấy xe rồi, anh em vô vị trí trả thù còn chọc mới được. Vô chứ anh em ơi. Ôi tính ra anh đang đứng luôn quá. Anh đứng đâu, anh đang đứng xe mà. Con xe tải là con chở hàng đó nha. Con nào con xe tải ha, ok. Xe tải á. Bắn anh em ơi, bắn đi. Bắn đi. Ê con Thanh ở chỗ khác. Rồi một thằng bị thương. Tiếp bên này. Ui, bắn đào quá anh em, nó bắn, nó bắn đào quá. Ui, nó bắn thua cược kìa. Cứu. Tôi bắn luôn vậy. Bắn đi nè. Tôi còn có một nhúm máu. Đau quá. Cố lên em ơi, Ê có thằng bọc. Sao bạn? Tình hình sao rồi bạn? Mà kia nó bắn ghê quá, Thôi bạn ơi, nãy thêm bạn bắn tôi nha. Ai biết đâu, thằng nào bắn á, không phải tôi thiệt. Rồi, mấy đứa, sao mấy đứa? Một người đây ai. Ủa, bắn qua cái thằng kia nó nằm, cái thằng kia, ủa thằng kia chưa nằm hả? Bắn qua cái lưới sắt được, đúng không? Được. Lên đi. Thằng kia nó bị nằm, thằng kia bị nằm. Bắn tôi nha, mọi người, nhái. Nó vẫn còn. Ôi, ông kia rồi vậy. Nó có bắn em đâu, Thằng Năm nó bắn tôi rồi vậy. Năm tôi biết bạn ơi, Người mới. Ôi, bạn sao, bắn tôi rồi. Chết vậy. Thằng kia bắn nó không bị gì trơn kìa. Đi ra chỗ khác chơi. Ra chỗ khác chơi. Thằng nào mà lại bắn nó luôn. Đây nè, thằng này nè. Bên này còn ai không? Có cái thằng mặc đồ vest như là John Wick ở đây là bắn nó không chết nè, nó bất tử. Nó chết rồi. Thấy vẫn còn một thằng nó đang chạy. Tôi biết tôi luôn rồi giờ.
ơi, súng nắp đạn. Đi chỗ khác. Súng nắp đạn rồi. Em ơi. Clear chưa? Chưa. Trời ơi, hết rồi mà. Có. Cây còn một cây. Cây yếu rồi. Qua luôn đi. Thấy rồi. Rồi bụi cây. Rồi nằm. Còn áo. Lấy xe. Gì ơi, dưới tôi đi đi bạn. Tên tôi biết tôi rồi bạn ơi. Bà đâu? Rước em đi. Bà đâu? Ê con xe này khóa rồi. Ai lại mở khóa, phá khóa nó đi rồi. Sao anh? Bà luôn. Tôi không tin được luôn á. Bạn tôi. Giờ sao tôi bắn sát bà luôn nha. Bảy ơi. Ơi nói chứ mấy đứa qua chở bả về đi. Đợt này rồi bả phản bả lát, bả bị dí bả lát. Đi lấy xe qua rước bạn về bệnh viện. Tiêm bạn bắn tôi. Nè. Đâu rồi thằng mấy thằng kia đâu rồi. Nhắn với thằng chọc á là coi chừng nghe chưa. Lần này tao dừng đi qua biên giới. Coi chừng á, nhắn thằng chọc coi chừng á. Em mình chưa xong đâu. Thằng hao. Anh ơi, thằng này đi chỗ khác nha lên. Mày phải bước xuống xe chứ mày nắm. Chỗ tao bắn lộn mà lại đây tao bắn mày luôn bây giờ á. Anh qua đây anh đưa bà luôn lên đi, anh đưa bà luôn lên đi. Chán thì em không mỏi. Đi ra chỗ khác tao bắn bây giờ. Đưa đi. Anh đi tìm cách phá khóa con xe này, cái đã nó bị khóa mất tiêu rồi. Tụi mình có bao nhiêu người nằm á. Đi lấy con xe này về cái đã anh em, Đi anh. Cạnh đại ca lại. Tôi buồn quá gì vậy. Buồn gì, đi. Thằng Đông Đất. Không, tôi nghĩ là thằng Kim nó kêu Đông Đất bắn trả thù hôm qua đó. Tôi nghĩ là vậy. Tôi làm gì đâu. Tôi nghĩ là vậy. Thằng Kim nó kêu Nông Đất bắn trả thù hả, đúng không Nông Đất? Tôi hy sinh tim tôi mà tôi đi bán nước cầu dân. Ủa 4859 lại vậy? 4859 là thằng Năm hay gì á. Anh đang ngồi cây ăn mà. Anh không biết à. Thằng Năm đó. 11 để coi đưa đứa nào đó đi học một khóa y đi. Mốt mà tìm mình có bắn lộ mà về chơi đồ vô thúc chích các thứ cho nó bớt đau khổ. Chứ mình là mình sống, mình là băng đảng khét tiếng mà tự nhiên đi đem vô bệnh viện nó kỳ không? Phải có bệnh viện riêng chứ đúng không? Đúng. Mai mốt mình phải học một cái khóa rồi. Ê, phải học luôn khóa. Đi đi học MOS đó, mấy đứa đi học MOS đó. Mà luôn học rồi bà anh. Mà luôn học rồi bà. Hả? Mà luôn học rồi. Học gì? Học ở vui rồi ạ. À. Tôi làm bác sĩ rồi bà anh. Học bác sĩ rồi, em cũng học bác sĩ rồi. Ghê. Em cũng học bác sĩ rồi mà. Từ xe này giấu ở bên cái khu này nha. Xe này giấu bên này nha. Rồi xuống coi có gì không. Anh đâu có khi nào lấy nó đó. Anh ơi, cho anh đá. Nằm đi, đá cái gì? Để anh coi ơi. Ôi, 2 cây combat MG, 4 cây AK, 3 cây SMG, 2 cây Revo, 1 cây carbine rifle. Cây này là cây súng mới được trước bắn nè. Mấy trăm viên đạn, 700, 400, 60, 215. Hơi bị nhiều á. Hơi bị nhiều anh em. Đừng cho em cất nhầm cái xe này nhá. Lạnh quá Di ơi. Hả? Lạ đâu? Lạnh. Chở mấy người đó về đây đi. Giờ Nông Đất nó cũng nằm đây luôn nè. Giờ sao chở như một việc hả? Ủa không có súng snip mà tại sao lại có đạn snip này. Ê coi chừng tụi nó có ý đồ á. Ủa hay này nè, trời ơi tội nghiệp quá. Ôi vậy là tụi nó cảnh báo. Bây giờ gọi thằng Jun lên đây đi. Gọi thằng Jun lên bữa nó đi theo anh mấy lần rồi. Gọi coi thử coi nó có. Thằng Jun nó rời khỏi thành phố rồi. Rồi thằng này nó lại đi đâu rồi, nó đi thăm người yêu nó đi đâu rồi. Đúng rồi, nó lại đi thăm Kim. Chết, vậy là dở rồi. Sao rồi Kim, có bác sĩ chưa Kim? Rồi anh ơi, em mới tuyển được một bác sĩ thôi. Bây giờ mình đem cái đống súng này bỏ vô kho, đem súng bỏ, vận chuyển đống súng này vô kho. Cho các bạn xem cái căn cứ ha, thì đây là vẫn là cái căn cứ cũ của mình, ở bên trong vẫn xây giống như kiến trúc cũ thôi. Và là nhà gỗ ha, mình thấy mình khá là thích với cái kiểu kiến trúc nhà gỗ thế này. Đây, và nó rất là giống cái nhà của một ông trùm nha các bạn. Hả, cái gì? Cái gì? Bạn cho tôi vô găng được không bạn? Ê bây giờ nếu mình bỏ bả luôn, mà bỏ bả ở đầu đường xó chợ là bả bị tụi ba lát xăng đã luôn á ta. Ấy chà. Ấy chà. Súng nó hơi bị bợm quá. Ấy chà. Trời ơi. Ừ tôi biết là súng ngon à. Đó các bạn thấy không? Đây là phòng của ông trùm nè. Có ghế các thứ đó. Cho nên là đây là cái nội thất mà mình muốn sở hữu mafia hợp lý nhiều nhất không? Cái gì đầu tiên bạn cho tôi quýnh chết năm đất được không? Súng gì đi Kim, súng nhỏ. Ở đây là kho súng như này của mình đó các bạn, kho chế súng, kho cất súng nè. Đây AK các thứ nè, đạn nè. Bên này là mấy cái đồ nghiên cứu. Bỏ vô đây đúng không anh? Ừ đúng rồi, bỏ vô đi. Rồi. Tranh đồ cổ các thứ nè. Ủa ok. Rồi coi như là xong rồi đúng không? Có súng rồi đúng không? Xong rồi anh ơi. Rồi còn Blue thì thôi mình cứ từ mặt đi, giờ mình giết bả luôn là được. Làm gì là không tiêu bả đi. Đâu mà phải thấy thằng em bà phải thằng Kim á, thôi từ hôm qua nó đã bỏ ba lát nó theo tôi rồi, đâu phải như bà mặc đồ tím tím đâu đúng không?
đợi xíu đi bác sĩ lên cứu rồi, đi thay đồ đi rồi cho bà vô, đợi xíu đi bác sĩ lên cứu. Ai là mãi mãi bên người đó hiểu không, chừng nào có lợi mình qua bên người khác. Ờ đúng rồi, mãi mãi bên người đó mà có con xe thì qua người khác. Ok được lắm bạn, được được. Nãy lúc mà bắt cóc mới về á, lúc mà bắt cóc mới về cái miệng mới kêu là tôi không bao giờ phản bội đâu, nhưng mà giờ này có con H2 đẹp quá tôi muốn lấy con H2, nghe nó ngứa gan thiệt chứ. Làm gì làm chứ, tại chứ giàu chứ. Như như bác sĩ lên đúng không ta, bác sĩ lên đúng không ta. Nghe tiếng cái gì. Khi mà em xuống em kéo năm đất, lôi đầu năm đất xuống đi. Gục lại xuống luôn đi. Lôi đầu năm đất xuống. Anh mà không kéo nhanh lên. 6-7 lôi đầu năm đất xuống đi. Để bác sĩ lên nó cứu luôn lượt cho. Ờ lấm xe, lấm xe mày đá tao ra xe chứ lụi. Ok, rồi xong rồi. Coi như là đợt này hơi bị giàu rồi. Giờ chị là ơi, mình hả? Bạn tôi đề nghị bạn đem thằng này vô nó học relay đi chứ. Chết rồi. Để coi để coi đợt này để tôi bay lên cái. Chỗ mình nó ê có bác sĩ lên nè kìa. Chỗ này nó rất là gần với nó rất là gần bên quân đội, hôm nào mình vô mình làm đột phá bên quân đội cái. Rồi bác sĩ xuống cứu giùm mấy thằng em cái bác sĩ. Đây nè, đây mới có mấy thằng em nó nằm bên này nè bác sĩ. Cứu đi, cứu đi, cái gì xa hai bác sĩ là phải tận tụy với bệnh nhân chứ. Xa hay gần mới đi chứ, đi mới xíu mà nó than rồi. Em ơi. Thằng Kim đâu? Đằng em cái gì đâu mà chưa dưới chân rồi nó kêu xa quá là sao? Sĩ cái gì đâu mà không có tận tụy với bệnh nhân gì hết trơn à. Cái thằng đó không phải thằng em thằng em. Cứu cứu nhìn lên. Ê, thằng này là bác sĩ không bắt đồ mình hồ vậy? Đúng rồi. Đâu, vừa rồi có hồi cứu đi nhìn lên, cứu nhìn lên, cứu. Chữa chạy cho nó đi nhanh lên. Nhìn thấy có hồi sinh kỹ. Có sẽ bác sĩ mới rồi các bạn. Có bác sĩ không? Đẹp thiệt chứ. Thôi. Xe này là của hãng Vabit trong thành phố luôn nha. Không phải là xe mod ngoài các bạn. Nhìn nó đẹp và nó chi tiết nét ghê. Anh xét vô tường. Ủa, từ từ kêu nó kêu nó cứu đi chứ. Chưa gì rồi bắt thằng nhỏ vô tường. Có người cứu rồi. Cái gì vậy? Chứ lột nó chứ láo thiệt chứ. Đi cứu nó trước đi. Còn thằng nó đang nằm rồi, để tôi bay lên trên tôi sờ cao cái đã, tôi coi bên khu quân đội nó làm sao. Có 2.000 mấy đô mà nghèo như quỷ. Nghèo chết luôn, thôi được cứu được mấy đứa nghèo chết luôn. Rồi để bay lên trời đó các bạn thấy không? Trực thăng độ mâm cái thứ. Đây. Bên này bên nó gần lắm luôn thiệt chứ, mình làm một cái cuộc đột kích ban đêm, mình đi bộ lén qua nó, mình trèo vào bên trong đó. Ok, hợp lý. Rồi thôi, vậy thì video này mình sẽ xin tập như đây nha. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tập hôm nay của Tây Game và Tano Play, và hẹn tập sau thì tập sau sẽ hẹn sau này sẽ có rất nhiều cái nội dung mới. Thì có một số lúc mình hơi bị bí tưởng về cái cốt truyện của mình không có nghĩ được trọn vẹn một cái cốt truyện, cho nên là mình nhiều lúc mình không có ra video kịp. Thì theo đó mình sẽ livestream cũng như là mình sẽ up cái tựa game mới gần đây mình đăng, đó là cái Watch Dogs Legend ha. Và mong các bạn sẽ ủng hộ mình với roleplay này thật là nhiều nha. Ok, hẹn các bạn tập sau. Chào các bạn. Bye bye.